cáo các bác, hai cháu đang trông nó bánh trưng kia được mấy tiếng đồng hồ rồi. Số củi mới đi à? À con à, dắp chín chưa? Số củi mà kiếm lúc sáng cứ đi nhặt gốc cái cách thì đun gần hết rồi. Đấy. Bây giờ đấy, con gái có cái không khí Tết làm nồi bánh chưng bọn thích lắm, thì cũng đang trong cái thời gian chờ với củi nó cháy, cũng không có nhiều việc. Bây giờ thấy có cây ổi rậm rạp quá, làm tí cho đỡ buồn quá, gì cũng phải có tí bonsai nó mới cây cối cho nó khoái, chứ còn mai kia thì nhậu nhẹt Tết nhất suốt này, chả có cây cối gì các bác vâng nhé, suốt ngày say thôi. Giờ làm cây này tí cho gọn gàng hoặc thế nào thì cũng tôi cũng chưa biết, cứ lọc bỏ những cái mầm thừa cái đã, xong rồi tính tiếp vâng nhé. Đấy, tỉa tót tí chứ chọn cây mới Tết nhất. Đào thì có rồi, đào thì tức là có không khí, có cây rồi, có cành cắm ban thờ thì cũng có rồi. Quất thì đang thiếu, cũng chả biết có chơi không, cũng bận quá, ốm. À, cái cây này cả ba chuột, nó chuột trong này đây này. Ơi, thế hỏng rồi. Chuột rồi. Thế này ngày không? Thấy được. Đây, mấy đây. Đây đọc cái ai ơi. Không có đá nữa. Đây. Ai ơi. Mà công viên này. Thơm cứ làm. Hả? Cây nó mọc thơm quá. Mọc hoa hoa đúng cái mùa thơm. Một kia nữa của mày nó lên cái tao không thấy quần áo này. Đừng cầm lấy nó cổng tay nữa nhá. Dẹp con còn gì nữa đâu, quán nó còn đánh. Thấy chưa? Thấy chưa? Dạ. Ôi, con đi. Tiếp Đi vào đây đi. Hai đi này. Này. Không nên buông ai đi đâu. Trước lại không vừa lại không nè. Đi này. Đi. Này. Kể cho chuẩn. Lại ra với cái cầu xăng này đưa cho con đứa trên không này nó mai đó. Đi tìm đâu? Để cho nó xanh xanh tí nó đến là để trôi tủi. Nào. Rút nó nào, rút nó nào. Rút nó nào, rút nó nào. Rút thì nó sẽ không được. Tài. Tài ổn. Hộp đấy, bố lại nào, bố lại nào. Cực lại nào, cực lại nào. Ủa, thế rồi hả? Không ra đi đâu đâu. Chính là đủ sang. Đủ sang người ta đi. Chính nó cũng là video của mình. Đang lên luôn, đang lên luôn đang hút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ 요거 thịt nào quá, thịt yêu chiều, thịt bò, xe ôi dồi, cái này là anh rồi, quá thịt, nào, nuốt đã, về nhà nhé, ông chủ tăng. Không đấy cũng nó làm coi gì tí nó không để xe đặt không để có vẻ vẫn hơi ngược sáng các bạn nhìn nó hơi tối đấy. Cánh kìa, lột cái cánh kìa. Rồi, đứa nào có áo cái áo đây? Có thua đúng không? Lấy ra có áo đúng không? Phải có thua không? Rồi không quỳ nữa nhá. Rồi, không quỳ nữa. Mắt nó phải sợ mẹ cơ mà. Dạ, cứ hút đầu em thế này. Cứ hút đầu em. Quá nghiên cứu cái ngọn. 考えてみましょう。Ra các bác chưa có đột biến gì, chỉ sửa sáng chút thôi, cắt có cái ngọn này thì to to chút và một cái cành nữa đâu đây này. Đấy, cây này rồi chỉ tổ lắm lá này, nhiều lá này. Thì vẫn còn đang băn khoăn nhiều phương án đấy cái cây này, nhưng mà chắc có lẽ là cái phương án này tối ưu nhất. Mình không chơi quá cầu kỳ cây này, chơi cây tây, cây thiên nhiên này, cứ lên này, tự sinh tự phát, chỉnh sửa một số chỗ cho nó đỡ rối rắm rồi. Đấy, cái này tí nữa vít ngả xuống một tí nữa, vít ngả xuống một tí nữa. Đấy, vít ngả xuống. Tương lai thì cái bên này cũng cái tay trên cùng này cũng phải thấp thấp xuống nữa, thấp xuống nữa. Đấy. Có thể sẽ lấy cái mầm ngang này, mầm nhỏ nhỏ lên này. Đấy, đang còn đang tính. Cái này thì để xuống chút. Đấy. Dọn dẹp xong cây này xong rồi để còn nốt cái nồi bánh chưng với lại xem Tết nhất thế nào. Chắc đóng cái chuỗi mà cắt cây cắt tiết, giờ chắc không có cây mới để cắt. Rồi, Tết nhất dập. Đấy. Đấy. Đây bạn nhé. Rồi. Mặt sau thì thôi, lại phải đi vòng qua kia. Đấy, thì cây này chắc các bác sẽ nhiều mà xem nhiều rồi thì cũng biết. Cũng biết cả rồi. Cho nên là cũng không có gì phải nói nhiều. Đó. Cái này thì nhiều bác có ý nhiều nhưng mà em thì em cứ thích để tự nhiên này, bởi vì là nếu mà sửa đi hoàn toàn thì cũng thực tế nó không thể đẹp hơn được nhiều đâu, mà nó lại thành cái cây phôi cọc lốc, sau lên nó cũng không có tương lai nhiều hơn, không có tương lai nhiều hơn cái phương án này. Đấy, cho nên là cứ để nguyên này, ổi cứ để nhiều dằm tay trong nó dài ra, nó già nó đỏ tự nhiên nó đẹp thôi. Đấy các bạn ạ. Một lần nữa xin cảm ơn các bác nhé đã theo dõi trong suốt một năm qua và còn rất là nhiều năm nữa. Xin cảm ơn các bác.